Hello, Kim Ngân xin mến chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Tối hôm qua Này thì cô Ngân. đã xuống chạy xuống ụ của anh Tý, ụ Hai Ngọc ở dưới Kim Sơn nè. Thì mình đang chờ ở trên ụ có một cái chiếc xà lan đang chuẩn bị hạ thủy. Chiếc đó thì cũng lên đà giống như mình vậy đó. Chiếc đó đang chuẩn bị hạ thủy thì mình mới có bến trống mình lên. Sáng giờ Ngân với ông xã Ngân mới có 5 giờ là đã thức dậy rồi. Thức dậy chuẩn bị. Tại vì khi mà xà lan lên đà thì cái mũi nó nhõng như thế này nè. Cái mũi nó nhõng lên trước. Cho nên là mấy cái đồ đạc nào mà mình cảm giác mà nó không an toàn thì mình sẽ hạ nó xuống. Giờ thì Ngân sẽ cắm hoa. Ngân sẽ cắt mấy cây bông. Xíu nữa con gái chút Sáng mũi ngâm cúng. ông xã Ngân với Ông em xã Đàn ơi, buộc dây hầm với lại khóa nắp còn hầm hai lại. cái không? Còn nào hai cái? Lấy cái bây giờ không có cái. Bốn khóa trong rồi, lấy con dây nào buộc vô nắp bộ, nắp hai đó đi. Nè, tháo cái chỗ mở mình ý nãy đó. Tháo ra đi, chọt nó không á. Ủa, buộc cái ba ní nó vô đó đi, rồi chọn này vô đây nè, rồi căng thẳng cái dây đó lên. Ok. Tại vì khi mà xà lan mình kéo lên đà thì cái mũi nó nhõng dữ lắm. Ông xã Ngân gài mấy cái nắp hầm rồi buộc dây chặt lại. Buộc hai bên dây hai hầm là buộc chặt lại luôn. Còn ở chỗ trụ mít này thì chút nữa người ta sẽ chồng cái cọng dây cáp vô đây nè. Chồng hai bên trụ mít. Xíu. Ok. Cột dây này chắc quá ha. Sáng thì Ngân chuẩn bị đồ cúng, Ngân lên trên trước mũi Ngân cúng. Đó, trong đây là cái ụ mà nơi mình sẽ lên đà. Nè. Trên đây có một chiếc tiền giang đang chuẩn bị hạ thủy nè. Sáng giờ người ta lòn phao. Lòn mấy cái phao dưới luồng đó. Chưa có lấy mấy cái chuồng chó ra nữa. Cái anh chủ xưởng sửa chữa tàu nè, anh nói 4-5 giờ xà lan mình lên mà giờ chiếc đó chưa xuống. Đây là chiếc ghe đục chở cá. Hiện tại bây giờ buổi sáng ở Mỹ Tho sương mù dày đặc luôn. Cái xà lan mình nó ướt luôn. Hồi tối á, Ngân tính đi vô trong đó Ngân đậu á, ngay chỗ chiếc ghe này nè. Đây. Đó, tối Ngân tính vô trong chiếc ghe đó, Ngân đậu chiếc ghe đó mới hạ thủy á. Mà chiếc đó thấy không có trái độn nào hết cho nên là thôi thả neo ở ngoài đây luôn. Cái chiếc xà lan này á, chân vịt đụng nước rồi nè, hạ xuống rồi đó. Chân vịt đụng nước rồi, bây giờ người ta đang xả phao. Ở phía trước mũi thì có hai cọng dây cáp người ta buộc ở trước á, cho nên là khi mà xà lan hạ xuống á thì nó cũng không có chớn mạnh. Này tương tự như xà lan mình chở cam chi xuống nó chở thẳng vậy gì ta? Cái xà lan này bây giờ xuống được 30% rồi. Mấy cái chiếc cặp bên này, mấy chiếc này người ta cũng sửa chữa nữa. Đó, bên đây hai chiếc luôn nè.
tới á, xịt khói dữ kìa. Máy này chạy xịt khói dữ hả? Chiếc này xuống rồi nè, ghê cho cái chớn cái ghê cho này, xà lan người ta ve ra chạy ra ngoài luôn rồi, còn ở trong đây là mấy cái phao, giờ ta xả phao đó ta kéo lên xong rồi mình mới vô. Vô luôn hết à? Chưa, xả mấy cái phao đó xuống hết đã. Cả nhà ơi, bây giờ chiếc kia đã xuống ủ xong hết rồi mà nghe cái anh chủ xưởng nói cái tờ neo nó bị gì á, giờ mình chưa có lên được, giờ anh nhờ kéo cái chiếc bon nó ra giùm cho anh. Tình hình là bây giờ còn đậu dưới sông. Ở phía trên đó là ụ Nhật Trường. Chiếc của ông chú hơn. Không? Thứ này không? Lấy công tủ đem ra sao đi. Mình chuẩn bị cặp vô cái chiếc bon này nè, cái chiếc xà lan nhỏ đó thì đang kéo cái chiếc tàu kéo ra, nhờ kéo chiếc tàu kéo ra giùm, còn xíu nữa ngon chiếc ngon vô ngon kéo chiếc bon này ra giùm nè. Bên cái chiếc bon có hai cái neo nữa kìa. Thank you.
lên vợ con dây đó lên trên luôn. Thank you.
đây nhảy xong rồi. Qua cho anh hai bộ chỗ đó đó. Thấy dài dài, thấy dài dài. Này này, không cần cái này kéo cái nó dớt xong phải không? Con kỳ quá mà. Cả nhà ơi, Ngân đã kè cái chiếc bon ra ngoài được rồi nè. Trời, không có đưa lính nào xuống chưa nè. Không có ai. Ông chủ ơi, ông chủ không cho ai xuống đây hết trơn á. Lúc nãy ở trong bến á, mình kè ngang hông. Tại vì cái bến này nó cục ngủng à. Rồi kè ngang hông, lúc nãy cái lái xà lan cạn luôn, quơ cạn luôn. Lúc nãy Ngân kè cái lái của chiếc tàu tàu kéo này nè. Cái lái của chiếc bon á, buộc tới cái trụ mít này à. Mình kè được có nửa chiếc à. Rồi kéo ra vất vả luôn. Một phần thì bây giờ đang mùa gió chuốn, gió hơn sao nó thổi tới. Ôi ôi, cái bon này không có một trái độn cày hết trơn, nước sơn rồi nè. Nó cạ, nó kéo gột gột nãy giờ. Không có người lính ở trên đây luôn. Xà lan mình bây giờ mình thả neo rồi. Giao cái chiếc bon này cho mình luôn, xà lan mình thì xà lan nổi. Tới hỏi chiếc bon này bán nhiêu rồi, em bán luôn à. Còn bon mình thì bon nổi nữa. Xà lan mình xà lan nổi, chiếc bon này cũng nổi. Rồi lớp gió nữa. Đã xà lan nổi nhát gió rồi thêm cái anh bon này nữa. Bây giờ sóng lắc á. Nó đụng kình kình lúc lắc xà lan luôn nè. Rồi ông xã ngân chim được chế độ nào đỡ chế độ đấy. Đó, mọi người thấy nó chày không? Kéo nguyên một đường tới mí sắt ở trong luôn. Ôi giời ơi. Chim chế độ vô cho em nha. Chế độ đây nè anh hai. Ủa? Đây nó bỏ vô giữa đây vậy? Ừ. Đạp đi nó nè. Đạp vô lái á. Đó ra đó. Giờ tại vì mình đang thả neo quá, nếu mà mình đạp xà lan nhiều quá hồi nó cái neo mình lóc luôn. Bởi vì giờ sử dụng tay luôn. Rồi ok. Nó vừa kinh kinh kinh. Lấy cọng dây bự nãy làm sao á. Lót chế độ vô không nổi à. Giờ mà buông ra lại giặt ra liền á.
chưa có được lên ụ lên đà nó mà bắt kéo chiếc bon ra rồi. Bây giờ ở trong trong ụ cái tờ mà để mà mình quấn vô mấy cọng dây cáp á, kéo cái xà lan mình lên nó thì nó bị lỗi kỹ thuật gì rồi, cho nên là chưa có kéo xà lan mình lên được. Mình chờ tới con nước lớn chiều á, chiều chắc để Ngân nhớ hình như 4-5 giờ hay gì mới lớn đó. Trên đây á, cái bon này người ta đang sửa chữa cho nên là bình ga nè, bình gió đá nè còn nằm ở trên đây, ba cái hàng rồi cũng còn á. Cắt đã cắt mấy cái xương này ta ốp lại nè, chiếc này chắc cũ lâu đời xét hết trơn hay gì rồi, cắt mấy cái xương ốp lại tùm lum hết. Để đi thô kéo tiếp. Đó, giờ đi về xà lan thôi. Mimi đó, cả nhà ơi, hồi sớm giờ thì ụ anh Tý nhờ Ngân kéo cái chiếc bon này ra giùm nè. Đó, kéo ra ngoài đây rồi, hiện tại bây giờ chưa có lên đà, chưa có lên ụ gì luôn. Giờ là tối nay đậu ở đây ngủ luôn. Chứ hồi sáng thì anh Tý anh nói chiều nay kéo lên, chiều nay nước lớn chiều kéo lên. Mà hồi chiều chiều giờ thấy im ru, ông xã Ngân mới gọi hỏi. Anh nói bữa nay không có lên rồi, mai mới lên. Trời ơi. Ôi cái chiếc bon này giờ đẩy trên đây được mấy bàn tiệc đám cưới luôn á. Đã không? Nó rộng dữ lắm. Chiều nay Ngân không có lên ụ rồi. Bây giờ thì Kim Ngân xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn gặp tất cả cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Mẹ Ngân đang ngồi ăn sao kìa.